Dân oan 63 tỉnh thành tiếp tục tuần hành quanh Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2022 hôm nay. Hôm nay 19 tháng 5 tôi nằm toan làm thơ chửi bác vần thơ mới hơi phang phác thì tôi nghĩ bác chính trị ra sọt rác không đáng để tôi đổ mồ hôi làm thơ dù là thơ chửi bác đến thẳng mắc tổ sư bác. Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu thôi hơi đâu mặc thay bọn văn sĩ cô đầu vút râu. Xoa đầu, mơn trớn bác thế rồi tôi đi làm việc khác kệ cha bác. Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, 1964 mấy chục năm qua rồi, tôi vẫn nhớ thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn bác. Thế rồi tôi đi làm việc khác kệ cha bác, chửi một cách văn hóa thâm thúy thật. Cũng mấy chục năm qua, năm nào tôi cũng chứng kiến những clip của đồng bào trong nước. 63 tỉnh thành đã gửi đến cho tôi. Họ là những dân oan mất đất, mất nhà cửa, gia đình ly tán, không một chỗ dung thân, phải ngủ bờ, ngủ bụi, sống trong cảnh bần hàn, cơ cực. Đã làm tôi nhớ đến thời tôi còn nhỏ, khoảng 17 tuổi, cũng đã từng đi bụi đời được khoảng 6 tiếng đồng hồ mà tôi còn chịu không nổi. Khi màn đêm vừa xuống, những con muỗi háu đói đã bu vào da tôi. Để hút những giọt máu thơm tho của tôi. Tôi cũng không có nước để mà súc miệng, rửa mặt, không có cầu tiêu, phòng tắm. Bởi thế, sau này tôi rất thương những dân oan mất đất, mất nhà. Vì hiểu rõ nỗi thống khổ của họ, ai đã gây ra, quan to quan nhỏ, công an, bộ đội, dân phòng đã gây ra nỗi thống khổ này hay luật pháp mọi rợ của chế độ Việt Cộng. Hay được gọi là nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho rằng không một công dân nào có quyền sở hữu có nghĩa là làm chủ đất đai của mình. Đây có thể nói là luật của kẻ cướp. Mọi người công dân chỉ có quyền sử dụng đất của mình. Vậy chẳng khác gì người công dân đang xây nhà mình trên cát. Vì đất của nó, do nó quản lý. Nó nói ngang, đất này do tao quản lý. Tao buộc mày phải rời khỏi đây trong 3 ngày. Nên nhớ, mày phải kéo nhà mày đi khỏi đây, trả đất cho tao. Nếu mày không đi thì tao cưỡng chế. Có lẽ trên thế giới này, chẳng có quốc gia nào có luật pháp ăn cướp đất đai một cách mọi rợ như ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết luận, mọi công dân đều có thể trở thành nạn nhân bị bọn cán bộ cộng sản cướp đất bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Quý bà con 63 tỉnh thành hãy giúp tôi thực hiện những biểu ngữ như sau. Công dân Việt Nam có quyền sở hữu đất, công dân Việt Nam có quyền làm chủ đất, công dân Việt Nam chẳng muốn ai quản lý đất, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân. Toàn dân không muốn ai quản lý đất đai của mình, toàn dân làm chủ đất có quyền đuổi thằng quản lý đất, ông chủ đất phải cao hơn thằng quản lý đất, thằng quản lý phải tuân lệnh ông chủ đất. Hồ Duy Hải vô tội. Đừng kêu gào bác Trọng, bác Phúc, bác Chính hay bác Tô Lâm nữa, mà hãy tin vào sức mạnh của chính mình. Chứ mấy thằng cộng sản này chỉ biết ăn cướp và sống trên xương máu của dân mà thôi. Như Việt Cộng Tô Lâm đã ăn một bữa ăn bò rát vàng 51.000 đô la Mỹ. Giờ nó còn được đi kèm với Phạm Minh Chính đến Mỹ đang làm nhục quốc thể với những câu chửi thề. Nó sống đế vương như vậy, chẳng thằng nào biết thương dân đâu. Dân oan 63 tỉnh thành, tức là tôi Dương Tiền An Lạng Sơn đi chống tham nhũng bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của gia đình chúng tôi. Vì các cấp tòa án bao che hành vi che giấu tội phạm về giả mạo giấy tờ, chúng tôi có trình kiến mới gửi đơn đến nay vẫn chưa giải quyết. Bà cầm cái này, bà cầm cầm cái này thôi. Đừng cầm tay bà đấy. Thank you.
để bảo vệ nó nhanh hơn. Dân Loan 63 tỉnh thành chúng tôi, nhất là tôi Dương Thị Lan Lạng Sơn và Ngô Thị Hồng đi trong chống tham nhũng về để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho 63 tỉnh thành chúng tôi, vì các tòa án tối cao bao che cho tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tìm ra đầy đủ chứng cứ mới đến đây chưa xét xử. Hai nữa, ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn cho đăng ký giả mạo giấy tờ. Hiện nay theo điều 106 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì chúng tôi yêu cầu đề nghị và cung cấp tài liệu chứng cứ ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn không cung cấp được. Bà con 63 tỉnh thành chúng tôi hiện nay không được đến ủy ban thường vụ quốc hội để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho chúng tôi. Nay chúng tôi phải đi trên đường phố của thành phố Hà Nội để chúng tôi chống tham nhũng quyết liệt để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho chúng tôi. Yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn giám sát vào cuộc để điều tra xác minh làm rõ việc oan sai của chúng tôi. Cháu Nguyễn Phương Anh ở thành phố Lạng Sơn đang đi kêu oan gọi bác Trọng, bác Phúc, bác Chính, bác Huệ để cứu. Cháu Nguyễn Văn Anh bố bỏ con, coi không có trách nhiệm để nuôi con và cướp hết tài sản của con đi. Hiện nay con phải lang thang bị bệnh tật khuyết tật nhưng con vẫn phải đi đòi lại quyền lợi đây. Bác Trọng đâu, cứu chúng cháu, các con bị oan. Sự bức xúc của nhân dân rất nồng nhiệt, đến ủy ban thường vụ quốc hội, công an lôi lên xe. Đây bà con 63 tỉnh thành chúng tôi không còn đường lối để kêu oan nữa thì chúng tôi phải đi khắp thành phố Hà Nội để tất cả ban ngành lãnh đạo của Đảng và tất cả bà con 63 ở trên đất Hà Nội biết rằng sự oan sai và sự nồng nhiệt của bà con như thế nào, uất ức như thế nào, bức xúc như thế nào. Về cái ủy ban thường vụ quốc hội, chúng tôi đến thì công an chặn không cho đến, thì bây giờ chúng tôi phải đi khắp thành phố Hà Nội để chúng tôi minh oan những cái sự oan sai của chúng tôi như thế này. Tôi yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội, đoàn giám sát của thanh tra vào cuộc điều tra xác minh làm rõ, minh bạch cho pháp luật cho những dân ở khiếu kiện lâu dài ở ủy ban, ở quốc hội và ở Ngô Thị Nhậm để chúng tôi giải quyết đúng quy định của pháp luật, không bao hành vi che giấu tội phạm về việc người có quyền và có tiền cứ bất chấp không thể nào. Những sự bức xúc thật nồng nhiệt đối với Dương Thế Lan chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đi kêu oan minh oan ở đất thành phố Hà Nội. Chúng tôi đến ủy ban thường vụ quốc hội, công an đo nôi lên xe. Chúng tôi không được minh oan về những việc bức xúc của 63 tỉnh thành chúng tôi. Nay chúng tôi đi lên trên đất thành phố Hà Nội để những sự oan sai ác nghiệt này, để minh bạch trước pháp luật về những quan tham, về những đưa đẩy nhân dân đến thành phố Hà Nội để phải minh oan về những việc oan sai này, thì tôi yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội, yêu cầu ban bí thư bộ chính trị, yêu cầu đoàn giám sát của thanh tra ở của trung ương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ cho nhân dân chúng tôi. Sự bức xúc nhân dân chúng tôi rất nồng nhiệt và rất hưởng ứng về những việc này, về những việc làm của 63 tỉnh thành nhũng nhiễu trước pháp luật. Khi trung ương có văn bản chỉ đạo coi thường trung ương, không giải quyết, không làm đúng quy minh bạch trước pháp luật đối với người dân, dân chúng tôi thấp bé cổ họng, không biết kêu ở đâu, chỉ có lên trung ương để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho 63 tỉnh thành chúng tôi. Gia đình chúng tôi, nhân dân chúng tôi rất bức xúc lòng nhiệt. Chúng tôi không đến ủy ban thường vụ quốc hội được thì chúng tôi phải đi khắp thành phố Hà Nội để minh oan đưa sự minh bạch trước pháp luật đối với người khiếu kiện, đơn tố cáo và đơn khiếu nại của nhân dân. Sự bức xúc này ai biết cho nhân dân chúng tôi đâu, nằm về hè rồi đêm hôm mũi cắn tiền không có, vặt vẹo trên cái đường phố Hà Nội này thật là nồng nhiệt. Nhân dân chúng tôi,
bà con chúng tôi sự bức xúc nồng nhiệt đối với sự khi thu hồi đất của nhân dân thì không có quyết định, không có giấy mời và không có những cái gì dự án ma đối với các dự án nêu trên, thì tôi yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn giám sát của Thanh tra để bảo vệ quyền lợi ích, giám sát thực tế về những việc thu hồi đất của nhân dân và những việc bản án oan sai về việc đăng ký quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật. Tôi Dương Thị Lan, Lạng Sơn thật bức xúc, thật nồng nhiệt, thật hưởng ứng đối với bà con 63 tỉnh thành chúng tôi. Hiện nay 63 tỉnh thành chúng tôi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để minh oan, nồng nhiệt, để làm minh bạch trước pháp luật. Nhưng Ủy công an thành phố Hà Nội lại cho chúng tôi lên xe nên chúng tôi không thể minh oan được. Nay chúng tôi phải đi trên đường thành phố Hà Nội để chúng tôi minh oan, để cho tất cả thành phố Hà Nội, nhân dân 63 tỉnh thành được biết rõ là cái việc oan sai của nhân dân như thế nào, nồng nhiệt như thế nào. Và ông Dương Thanh Bình nói 100% đã giải quyết cho nhân dân đơn thư khiếu nại và tố cáo. Nhưng hiện nay nói thì trên giấy tờ, nhưng thực tế và báo cáo trong Ủy ban Thường vụ, nhưng thực tế là Ủy ban 63 tỉnh thành chúng tôi chưa được giải quyết và chưa được minh bạch trước pháp luật. Yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn giám sát, thanh tra của Trung ương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ về việc đơn khiếu nại và tố cáo kéo dài và vượt cấp của nhân dân 63 tỉnh thành chúng tôi. Nhân dân. Rồi.
xe. Bộ Quốc phòng ơi, cứu nhân dân 63 tỉnh thành. Tôi cho tỉnh Lan Lạng Sơn đang chống tham nhũng ơi. Kim tiêm chết. Sự long nhân của 63 tỉnh thành quyết tâm. Sự long nhân quyết liệt của 63 tỉnh thành, chúng ta chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đối với 63 tỉnh thành, ban lãnh đạo, lãnh hành lãnh đạo của trung ương, của quốc tư, yêu cầu Bộ Quốc phòng vào cuộc cứu 63 tỉnh thành. Yeah.
tỉnh thành không giải quyết dứt điểm cho nhân dân, để nhân dân phải vượt cấp đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến Quốc phòng, Bộ Quốc phòng để kêu oan minh oan. Sự bức xúc này thật nồng nhiệt đối với Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, có đăng ký làm khống quỹ tạo chứng cứ giả mạo giấy tờ. Bà con lên trên đường ơi. Ra đây. Sự bức xúc của nhân dân nồng nhiệt để yêu cầu Bộ Quốc phòng vào cuộc, để Ủy ban thành phố Lạng Sơn phải lên đây đón để giải quyết đúng quy định của pháp luật. Với cháu Nguyễn Phương Anh kêu bác Cặp, bác Huệ, bác Chính, bác Phúc. Để cứu con, để tuổi thơ con về đi học. Sự bức xúc của nhân dân rất nồng nhiệt để bắt buộc 63 tỉnh thành phải xuống quyết liệt giải quyết dứt điểm cho nhân dân, nhất là Ủy ban thành phố Lạng Sơn cho đăng ký giả mạo giấy tờ, ngụy tạo chứng cứ làm khống, tòa án tối cao bao che cho tòa án tỉnh Lạng Sơn về giấy tờ giả mạo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban Bí thư Bộ Chính trị vào cuộc để đề nghị Ủy ban thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn minh bạch trước pháp luật, nhưng coi thường các văn phòng chính phủ nên chúng tôi phải vượt cấp
để minh oan, để làm rõ những sự trong sạch đối với đảng của tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký quyền ngụy tạo chứng cứ làm khống. Và công an tỉnh Lạng Sơn đã giám định giả mạo rồi, nhưng tòa án tối cao lại bao che cho tòa án tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay chúng tôi phải minh bạch để làm đúng quy định của pháp luật. Sai của tỉnh dân không giải quyết. Để gia đình nhà chúng tôi đi kêu 12 năm. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành nhũng nhiễu các pháp luật, coi thường Trung ương Đảng, coi thường Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không giải quyết. Do đó 63 tỉnh thành chúng tôi, nhất là tôi riêng Việt Nam Lạng Sơn phải xuống đây để minh oan, để thật minh bạch cho pháp luật, để làm đúng quy định của pháp luật đối với nhân dân chúng tôi. Sự bức xúc của nhân dân rất nồng nhiệt, yêu cầu Bộ Công an và Công an các cấp của thành phố Hà Nội vào cuộc báo cáo các tỉnh Lạng Sơn để làm đúng quy định của pháp luật, không để chúng dân cho ăn. Chúng tôi phải khiếu kiện vượt cấp để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Đơn thư tố cáo và khiếu nại của nhân dân đúng quy định của pháp luật. Sự bức xúc của nhân đi lại gì cho cái mặt đen chút thấy đi này. Sự bức xúc của nhân dân nồng nhiệt thế này, yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Bí thư Bộ Chính trị và đoàn điều tra kiểm tra của Trung ương vào cuộc để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Đơn thư tố cáo và khiếu nại của công nhân dân. Nhân dân đúng quy định của pháp luật, lý do tại sao không xử, lý do tại sao không giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm. Ủy ban tỉnh đùn đẩy thành phố đùn đẩy ủy ban tỉnh, lý do tại làm sao. Bây giờ phải muốn minh bạch cho pháp luật thì phải giải quyết dứt điểm cho nhân dân. Đối với các tỉnh 63 tỉnh thành, nhất là tỉnh Lạng Sơn, tôi Dương Thị Lan Lạng Sơn quyết nhiệt đến cùng phải bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chống tham nhũng, không để lợi ích nhóm về cái việc nhà có quyền và có tiền để cướp tài sản của nhân dân. Của Trung ương và Ủy bộ Ban Bí thư Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng vào cuộc cứu dân oan 63 tỉnh thành về những việc các 63 tỉnh thành các chủ tịch nhũng nhiễu trước pháp luật, coi thường pháp luật. Các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đến các cấp Trung ương, gửi đơn về Ủy ban thành phố Lạng Sơn, tất cả các ban ngành của tỉnh Lạng Sơn và các cấp 63 tỉnh thành nhưng nhũng nhiễu trước pháp luật, coi thường Trung ương, không giải quyết mà không xử lý đơn thư của công dân. Đi nhanh thế. Cái gì?